Đấy, đi, đi thẳng đường này nhá. Đây, chỗ đường soi đèn đây. Rợn người, đường hầm bí mật dài 300 mét bị công an đồng loạt bao vây, bắt toàn bộ 32 người bên trong. Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá căn cứ đỏ đen quy mô lớn với hệ thống đường hầm dài hơn 300 mét và các lối thoát hiểm, hàng rào phức tạp nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phát hiện một tụ điểm đỏ đen hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi tại nhà của Lạc Văn Liễm. Sinh năm 1972, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Các trinh sát đánh giá nhà của đối tượng Liễm có tường rào dây thép gai bao quanh, lối vào khu vực đánh bạc được thiết kế xây dựng các tuyến đường hầm dài trên 300 mét với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố. Ngoài ra, hai bên là tường gạch bê tông chắc chắn, phía trên được gia cố bằng các thanh sắt. Để cảnh giới, nhóm tổ chức đánh bạc lắp hệ thống camera giám sát được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi để phục vụ tổ chức này đối phó với cơ quan chức năng. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, công an tỉnh Lạng Sơn triển khai 4 tổ công tác đồng loạt bao vây, tấn công từ nhiều hướng vào ổ sòng, bắt giữ toàn bộ các đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức lắc đĩa. Các đối tượng gồm 13 nam và 19 nữ, trú tại nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương. Tại hiện trường và trên người các đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ tổng số tiền trên 150 triệu đồng, 29 điện thoại di động các loại, 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ vào việc đánh bạc. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng ban đầu khai nhận đường dây đánh bạc này do đối tượng Trương Văn Thế, sinh năm 1983, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, trực tiếp đứng ra tổ chức. Sới này hoạt động từ 15 đến 24 giờ hàng ngày và được tổ chức thành nhiều kênh. Các con bạc vào sới phải nộp từ 200.000 đến 500.000 đồng tiền hồ, tiền phế và bị kiểm soát chặt chẽ, thu giữ điện thoại trước khi vào phòng bạc. Hiện công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức chấn động đáng chú ý trong cuộc sống.